Quân đội Hoa Kỳ và Nam Hà vừa quyết định hủy bỏ thêm một cuộc tập trận lớn nữa trong năm nay, với lý do là đang có nỗ lực ngoại giao nhằm thuyết phục Bắc Hàn từ bỏ vũ khí nguyên tử. Đây là hành động mới nhất nhằm chứng tỏ sự mềm dẻo với Bắc Hàn để chế độ Bình Nhưỡng đồng ý thương thuyết hủy bỏ vũ khí nguyên tử. Cuộc tập trận có tên là Vigilant Ace được tổ chức hàng năm và lần sau cùng diễn ra là vào tháng 12 năm 2017. Vào hồi tháng 6, thì ngũ giác đài hủy bỏ cuộc tập trận thường niên có tên là Freedom Garden sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ loan báo ông không đồng ý với việc có các cuộc tập trận ở Nam Hàn. Ông gọi đây là sự khiêu khích Bắc hàng và cũng phí phạm ngân sách. Lời tuyên bố đó của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi ông gặp lãnh tụ Bắc hàng Kim Jong-un ở Singapore.